Lời chứng của bác sĩ Luis Garcia của xứ Venezuela Phần 2, tôi đã thấy bảy cánh cửa trên thiên đàng Anh em ơi, tôi đã thấy bảy cánh cửa trên thiên đường Cửa đầu tiên Trong cánh cửa đầu tiên, tôi thấy có viết bằng bạc với vàng và nói Những ai thờ phượng Đức Chúa Trời bằng thần khí và lễ thật Giăng 4, 24 Đức Chúa Trời là thần, và những ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng thần khí và lẽ thật. Người thờ phượng Chúa Giêsu, đó là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời toàn năng. Chúa Giêsu không phải là thiên thần Michael. Chúa Giêsu không phải là một bức tượng, không phải là một phương pháp. Chúa Giêsu không phải là một phương pháp truyền giáo. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời toàn năng. Cái mũ mà tôi đang nói đến là rất sâu sắc bạn không thể sử dụng Chúa Giêsu như một anh hùng của một phương pháp truyền giáo. Chúa Giêsu là sự hiện diện, là tinh thần, là những gì chạm vào mọi người trên đường phố. Chúng ta không cần phải tạo ra những phát minh khác bởi vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Amen. Trên cánh cửa đó có hàng triệu triệu nhạc cụ dưới mọi hình thức. Tôi hỏi, những dụng cụ này để làm gì? Anh ấy nói, hãy viết ra giấy này. Những nhạc cụ này chỉ dành cho những ai thờ phượng bằng tâm linh và sự thật. Thưa anh em, điều này là bởi vì nếu bạn đang ca ngợi một sư hoặc người lãnh đạo một cách công khai, thì sự tôn thờ của bạn sẽ không vượt quá trần nhà. Hội thánh, những người tôn vinh Đức Chúa Trời và nói Đức Chúa Trời đẹp biết bao, khi họ bắt đầu cầu nguyện với tinh thần tôn vinh Chúa Giêsu, khi họ đến thời điểm thuộc linh thờ phượng Chúa Giêsu, họ nhận một nhạc cụ như thế này và bắt đầu chơi nó khi nó đã xảy ra với chúng tôi chúng tôi đang thờ phượng chúa và chúng tôi chỉ có một cây đàn guitar và một cái trống và chúng tôi bắt đầu thờ phượng chúng tôi chưa bao giờ khóc nhiều như vậy và công chúng rất đẹp và sau đó chúng tôi kết thúc dịch vụ đang chuẩn bị đi thì mọi người nói mục sư tôi có thể thấy ông có một đội người ngồi sau bức màn đang chơi tôi nói chà khi tôi mở màn tại rạp chiếu phim không có ai đang chiếu Chúng là những nhạc cụ mà Chúa đã ban cho chúng ta và là một dàn nhạc dành cho Chúa. Bạn chỉ nhận được nhiều nhạc cụ bắt đầu chơi khi bạn thờ phượng Đức Chúa Trời trong tinh thần và lẽ thật. Khi mọi người nhìn thấy không có ai sau bức màn, có một phép màu, một tín hiệu mạnh mẽ. Anh ấy chơi guitar với tôi và tôi hát rất tệ nhưng chúng tôi đang tôn thờ tinh thần và sự thật và mọi người có thể nghe thấy giai điệu sau bức mạng và mọi người bắt đầu than khóc, ngã xuống đất khi có bất kỳ điều kỳ diệu nào đã xảy ra và mọi người hỏi có phải dàn nhạc đã cho chúng tôi thấy rằng nó ở đó không và tôi trả lời dàn nhạc nào không có dàn nhạc và mọi người đã ngã xuống dưới quyền lực của đức chúa trời khi họ biết rằng không có dàn nhạc có những thiên thần hát nhưng bạn nhận được nhạc cụ khi bạn thờ phượng trong tinh thần và sự thật đức thánh linh phán khi bạn thờ phượng bằng thần khí và lẽ thật cha trên trời từ trên ngai vàng lên và phán hỡi các thiên thần, hãy im lặng. Họ đang tôn thờ con của ta. Và biết điều gì xảy ra Chúa Giêsu xu từng ngai vàng với đôi mắt lửa và khuôn mặt mặt trời đầy quyền năng và thánh thiện nói rằng khi Ngài từng ngai vàng, kẻ thù của Ngài bỏ chạy và đó là lý do tại sao khi chúng ta thờ phượng trong thần khí và lễ thật, chỉ những điều tuyệt vời mới xảy ra. Một thành phố có thể được biến đổi bởi vì Chúa con đứng lên khỏi ngai vàng với đôi mắt lửa và khuôn mặt của mặt trời. Khi bệnh tật thấy, nghèo khó thấy, dối trá, lừa lọc, gian ác, tội lỗi và ma quỷ thấy cha và con từ trên ngai vàng, chúng liền chạy trốn. Thi Thiên 68, một hãy để cho Đức Chúa Trời nổi lên, hãy để cho thù ngài bị phân tán, hãy để cho kẻ ghét ngài im lặng chạy trốn trước mặt ngài. Hai như khói bị xua đuổi, hãy xua đuổi chúng đi, như sáp tan trước lửa, hãy để kẻ ác chết trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Cha đứng lên, Chúa con bật dậy, một cái gì đó sẽ xảy ra. Quốc gia bị xúc động, thành phố được xúc động, nhà thờ được xúc động, và những điều tuyệt vời bắt đầu xảy ra. Chúng ta bắt đầu thấy những điều kỳ diệu tuyệt vời. Cửa thiên đàng thứ hai Trên cánh cửa khác, nó được viết bằng bạc và vàng, không ai có thể tuyên bố rằng Chúa Giêsu là Chúa, ngoại trừ bởi Thánh Linh. Một Cô Rinh Tô 12, ba vì vậy, Tôi cho các bạn hiểu rằng không ai nói bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà không chê trách Chúa Giêsu và không ai có thể nói rằng Chúa Giêsu là Chúa, nhưng bởi Đức Thánh Linh. Ngày nay chúng ta thấy nhiều người gọi Chúa Giêsu là Chúa, nhưng nói về Chúa Giêsu không chứng tỏ rằng bạn biết ai đến. Đó là một điều là nói về Chúa Giêsu và một điều khác là vâng lời Ngài. Đối với những ai vâng lời Ngài, có những ân tứ đang chờ đợi họ. Bên trong cánh cửa đó, Tôi thấy nội tạng người được đặt trong những chiếc tủ lớn nhưng chúng không có cửa sổ mà chỉ được trưng bày. Chúng được bày trên những chiếc khay vàng và những bộ phận nội tạng này đã vàng. Tôi hỏi, những cơ quan này để làm gì? Anh ấy nói với tôi, những cơ quan này chỉ được nhận bởi những người tôn vinh danh Chúa Giêsu trong tinh thần, những người được tràn đầy tinh thần và tôn vinh Chúa Giêsu trong sự vâng lời cho những ai muốn một người bệnh nhận được sự chữa khỏi vì danh dự của Chúa Giêsu chứ không phải của con người. Khi một người đàn ông không là gì cả, khi một chức vụ không là gì cả và họ tôn vinh một đêm phép lạ hoặc một đêm phước lành, họ chỉ tôn vinh những điều này chứ không phải tôn vinh Chúa Giêsu. Có 10 người phun và chỉ một người trở lại để tôn vinh Chúa Giêsu và chỉ người này nhận được sự cứu rỗi. Ngày nay chúng ta xem đó là thời trang. Ngày nay chúng ta thấy rằng mọi người đều muốn làm phép lạ để tìm kiếm danh tiếng, để rồi họ muốn làm phép lạ để được công nhận là người của Đức Chúa Trời. Hãy cẩn thận với những điều này. Bạn sẽ rơi vào tinh thần giả dối nếu bạn không tôn kính Chúa Giêsu. Nó đi vào một môi trường nguy hiểm ngày nay. Chúng ta đã thấy sự chữa lành xảy ra khi một ngọn đến được thắp sáng hoặc khi người bệnh đi qua một đường hầm nhưng điều đó không tôn vinh Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu được tôn vinh Đức Thánh Linh ban cho một cơ quan chính phẩm mới. Tôi mang theo một cây đàn ốc găng mới chính hãng và họ đã làm cho tôi một quảng cáo. Một nhà thờ ở Costa Rica đã mời tôi và quảng cáo rằng tôi có thể cầu nguyện cho các bộ phận cơ thể được thay mới như thể tôi là Chúa. Tôi đã không xuất hiện và họ hỏi tôi tại sao tôi không đến. Tôi trả lời, bởi vì bạn đã không cầu nguyện với Chúa Giêsu. Tôi không muốn trở thành một chương trình. Tôi sẽ không bao giờ chạm vào bất kỳ vinh quang vĩ đại nào của Chúa Giêsu. Tôi đã trả tất cả các chi phí và tôi không đi. Họ nói tôi sẽ đến. Tôi nói với họ, khi bạn học cách tôn vinh Chúa Giêsu, tôi sẽ đến thăm hội thánh của bạn. Nếu bạn đang nghe lời chứng này và bạn muốn nhận một bộ phận mới, hãy tôn vinh Chúa Giêsu và bạn sẽ nhận được một bộ phận mới trong danh Chúa Giêsu. Cửa thiên đàng thứ ba Tôi đi đến cánh cửa thứ ba và có một căn phòng rất lớn có rèm và những tấm rèm này có tên của Chúa Giêsu. Những tấm rèm này có màu trắng rất đẹp. Có những tấm rèm với nhiều màu sắc khác nhau và ở giữa phòng là hòm của Chúa, hòm của giao ước. Hòm giao ước không có ở đây trên trái đất. Họ chưa bao giờ tìm thấy nó. Đây nó ở trên thiên đường. Đức Chúa Trời đã lấy hòm giao ước bởi vì vào thời môi xe, Đức Chúa Trời phán, Hãy nhấc một con rắn bằng đồng lên và ai nhìn vào nó sẽ được chữa lành. Vì vậy, ngay cả một tội nhân đã được chữa lành nên người dân bắt đầu thờ cúng con rắn. Cho đến ngày nay, mọi người thờ phượng tại bức tường than khóc. Họ đặt những lời thỉnh cầu trong những bức tường than thở. Nghe này, chỉ có một đấng trung gian duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người. Đấng trung gian này là Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi không không phải phát minh ra bất cứ điều gì khác và có một người nào đó cầu nguyện cho chúng ta bằng những tiếng rên rỉ không thể diễn tả được. Đây là Chúa Thánh Linh. Bạn không cần phải đến bức tường than khóc để đặt hàng và chúng tôi đã thấy các mục sư và nhà lãnh đạo nhận lệnh ở đó. Hỡi anh em, chúng ta là một dân tộc và Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một danh tính trong hội thánh của Ngài với tư cách là cô dâu của Ngài. Đức Thánh Linh phán: Hãy viết ra điều này và nói với dân ta rằng nó đã có trên trái đất và loại người nghĩ rằng họ sẽ yêu Cherubim nếu họ ở cùng với chiếc hòm. Họ đã thay thế tôi. Họ không hiểu đó không phải là hòm hay thứ bên trong. Đức Thánh Linh ngự giữa bầu xô ở với bạn và chỉ với Ngài mà các bức tường thành Jericho mới sụp đổ. Nhờ Ngài mà Israel đã thắng trong những trận chiến lớn vì sự hiện diện của Ngài ảnh hưởng đến tất cả những điều này. Nó không phải là một phương pháp hay chiến lược thưa các anh em, chính người đã đánh bại Goliath. Đó không phải là David. Không phải Joshua đã phá tường thành Jericho. Đó là Chúa Thánh Linh. Ngài không phải chim bồ câu. Đó chỉ là biểu tượng của Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Linh ngự trên hầm giao ước vì Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Cửa thiên đàng thứ tư. Anh em chúng tôi rời khỏi phòng này. Chúng tôi bước vào cánh cửa thứ tư có rất nhiều kho bạc ở đó tôi hỏi những kho bạc này là gì anh ấy nói với tôi những kho bạc này là những học thuyết sai lầm tôi nói tại sao những học thuyết sai lầm này lại ở đây anh ấy nói với tôi họ ở đây cho ngày phán xét những người đã làm việc trên một trong những học thuyết sai lầm này đức thánh linh nói với tôi hãy ghi lại điều đó những học thuyết sai lầm là những giáo lý đã thay thế Chúa Giêsu, những người đã không tôn trọng Chúa Giêsu là đấng cứu thế duy nhất. Những người anh em trong kho bạc đó được viết là những người tạo ra tôn giáo sai lầm, những người sống trong tôn giáo. Thưa anh em, giáo lý thánh là giáo lý của các sứ đồ, những gì các sứ đồ đã công bố tất cả những gì Chúa Giêsu giải thích. Thưa anh em, có những học thuyết dùng kinh thánh để thay thế Chúa Giêsu. Ví dụ, nếu tôi nói nhiều về Deborah tôi đưa Chúa Giêsu ra khỏi kịch bản. Nếu tôi nói nhiều về Abraham, tôi bỏ Chúa Giêsu. Nếu tôi nói về chủ đề thịnh vượng, tôi bỏ Chúa Giêsu ra khỏi kịch bản. Nếu tôi ở trong chủ đề về các cường quốc hàng đầu thế giới, tôi đưa Chúa Giêsu ra khỏi chủ đề và đó là những học thuyết sai lầm khi họ đưa Chúa Giêsu ra khỏi kịch bản. Trong một số trường hợp, chúng ta thấy điều này trên thiên đường có một ban công từ nơi Chúa nhìn thấy mọi thứ chúa thánh linh đi vào tất cả các nhà thờ qua ban công này ngài có mặt khắp nơi và toàn trí ngài vào tất cả các nhà thờ cùng một lúc có những học thuyết nói rằng chúa thánh linh chỉ có trên trái đất anh em của tôi ngài ở khắp mọi nơi ngài là đức chúa trời ở khắp mọi nơi anh em ơi chúng tôi bước vào một số nhà thờ và một nhà thờ làm tôi ấn tượng là một nhà thờ lớn rất lớn nó đang ở hoa kỳ Tôi có thể nhận ra nhà thờ đó khi tôi sống lại. Trong nhà thờ này, có rất nhiều mục sư và mỗi mục sư đều có một người đàn ông nhỏ trên vai. Họ ăn mặc như những người đàn ông tập cưỡi ngựa. Những người đàn ông nhỏ bé này là những con quỷ ở trên người họ và với những chiếc đinh dài, họ đã túng đầu những mục sư này. Vì vậy, tôi hỏi, "Chúa ơi, đây là cái gì?" Chúa nói với tôi, "Hãy ghi nhớ những người đàn ông nhỏ bé này." Chúng là những con quỷ cai quản những mục sư này. Họ giải quyết chúng. Ta không giải quyết họ bởi vì họ thay thế ta. Họ đưa ta ra khỏi nhà thờ này và đặt những công trình kiến trúc con người của họ và chính những con quỷ này đã dẫn dắt họ. Hỡi anh em, hội chúng được dẫn dắt bởi ma quỷ và những người lãnh đạo của họ bị quỷ cưỡi như ngựa và những con quỷ này nói với những người lãnh đạo những gì họ phải nói. Điều này thật ấn tượng. Anh em ơi, đây không phải là một sự kiện. Đó là một thực tế. Nếu trong hội thánh của bạn, Chúa Giêsu không ở ngay từ đầu thì Đức Thánh Linh không có ở đó. Đức Thánh Linh nói với tôi, đây là giáo lý của kẻ chống Chúa, An Chích. Anh em học thuyết của An Chích là đưa Chúa Giêsu ra khỏi hiện trường. Có rất nhiều người theo chủ nghĩa chống đối. Có những nhà thờ ngũ tuần có giáo lý về kẻ chống Chúa như họ nói trong Khải Huyền 2, 9, Hội đường của Satan kinh sách của họ là học thuyết về ma quỷ. Chúa nói với tôi, hãy viết ra. Những người này miệng họ ngợi khen ta nhưng lòng họ lại xa rời ta. Thưa anh em, có những người nói về Chúa Giêsu trong các nhà thờ nhưng cấu trúc và tầm nhìn của họ không phải là con đường dẫn đến Chúa Giêsu và điều gì khác. Họ tập trung vào phúc âm nhưng lấy đi tên của Chúa Giêsu. Hỡi anh em, không có tên nào khác được đặt cho những người đàn ông nhờ đó họ có thể được cứu mà chỉ nhân danh Chúa Giêsu. Họ nói rằng chúng ta sẽ được cứu bởi tên của phúc âm. Anh em không chỉ nhân danh Chúa Giêsu mà mọi đầu gối sẽ quỳ xuống, mà quỷ sợ tên đó khi anh em nói tên đó. Họ sẽ bị phán xét vì những học thuyết này vì họ nhiều người đang lạc lối. Cửa thiên đàng thứ năm. Chúng tôi rời khỏi đó và đi đến cánh cửa thứ năm. ở đó chúng tôi đi xuống một số cầu thang và chúng tôi thấy một cuộc gặp gỡ ở thiên đường thứ hai có lucifer cùng với những người hầu cận của hắn và các thiên thần sa ngã trên thiên đường thứ hai ngai vàng của satan trong không gian chúa thánh linh cho phép tôi xem cuộc họp này và họ không nhìn thấy chúng tôi nhưng chúng tôi có thể thấy họ họ đã lập kế hoạch mỗi ngày lucifer bắt chước chúa anh ta ăn mặc như một thiên thần và các thiên thần xa ngã trông giống anh ta nhưng quần áo của họ thì bẩn. Lucifer gọi một con quỷ từ phía đông tên là Leviathan. Anh ấy nói: bạn sẽ gây ra hỗn loạn, cái chết của trẻ em, gây rắc rối. Sau đó anh ta gọi là con quỷ của tai nạn. Anh ấy nói: bạn sẽ gây ra tai nạn, động đất, sóng thần. Sau đó, anh ta gọi con quỷ từ phía nam và nói. Hãy ra lệnh cho quân đội của bạn và phá hủy phía Nam. Chính tôi sẽ đi về phương Bắc và mang danh ngài. Thưa anh em, cái tên mà anh ta nói rằng anh ta sẽ loại bỏ là Chúa Giêsu. Anh ta muốn loại bỏ tên của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Linh đã nói với tôi, tôi sẽ không bao giờ để điều này xảy ra. Tôi sẽ không bao giờ để danh của Chúa Giêsu sụp đổ. Viết mọi thứ ra giấy nói với nhà thờ rằng có một cuộc chiến tranh của nhà thờ chống lại các vương quốc vì họ lên kế hoạch trên không và sau đó hạ xuống theo lệnh cho các linh hồn cai quản và đối tác của Satan và họ tấn công nên có rất nhiều người chết và rất nhiều trẻ em bị hãm hiếp, phụ nữ bị hãm hiếp, đàn ông bị sát hại vì những nguyên chủ này từ trên không bay xuống sau đó ra lệnh và quản lý các tệ nạn trên trái đất. Họ nhận những mệnh lệnh này từ Satan. Hội thánh phải được chuẩn bị cho cuộc chiến thuộc linh này nhân danh Chúa Giêsu. Khi hội thánh tập hợp hiệp nhất với những người chăn, những người lãnh đạo, các nhà tiên tri, các sứ đồ làm một, thì bóng tối rung rẩy. Chúng ta phải đoàn kết và chiến đấu chống lại các nguyên tắc, quyền lực và sự cai trị của Satan để các thành phố được ban phước bởi danh Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao có rất nhiều tai họa vì các nhà thờ không đến với nhau như vậy. Hội thánh phải sẵn sàng cho cuộc chiến thuộc linh nhân danh Chúa Giêsu. Cửa sổ thứ sáu. Vì vậy, Chúng tôi rời khỏi đó và đi đến cửa số 6. Khi chúng tôi đi qua cánh cửa này, có những người theo đạo Chúa ở khắp mọi nơi. Có một màn hình và ngài đã mở màn hình này để tôi có thể nhìn thấy tất cả các thành viên trong hội thánh, các mục sư và những người lãnh đạo. Họ đã ôm hôn những đứa con của mình. Tôi thấy một số coi thường vợ của họ như thế nào. Những người khác đã không đối xử tử tế với vợ và chồng của họ bằng lời nói. Đức Thánh Linh nói với tôi hãy ghi nhớ hãy nói với họ rằng tôi đến thăm những nơi của họ tôi thấy anh em như những mục sư và những người lãnh đạo ông ấp vợ con của họ và thánh linh đã gây ra điều này hỡi anh em tôi nói với những người lãnh đạo và mục sư rằng hãy ông vợ và vợ anh hãy ông lấy chồng anh em và chia sẻ với nhau sự ấm áp vì chính đức thánh linh làm tất cả mọi việc tôi đã nhìn thấy một nơi mà mọi thứ đã bị phá hủy cô vợ đã thích một người đàn ông khác tôi nhìn thấy họ nhưng họ không nhìn thấy tôi và chúng tôi thấy bên trong phòng ngủ chính cặp vợ chồng sắp ly thân và người chồng này đã cầu nguyện với chúa lạy chúa xin hãy thay đổi vợ của tôi tôi thấy khi chúa thánh linh chạm vào cô ấy và cô ấy bắt đầu khóc và cô ấy nói tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây tôi không biết tại sao mình lại khóc vì vậy cô đã thú nhận tội lỗi của mình và chồng cô đã tha thứ cho cô và sau đó chúng tôi đến một ngôi nhà khác và có một trường hợp ngược lại. Chồng không chung thủy với vợ. Thưa anh em lời của Đức Chúa Trời phán trong gian 16, 8, và khi Ngài đã đến, Ngài sẽ kết án thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Đức Thánh Linh nói với người đàn ông để thú nhận với cô ấy. Và anh ta đã thú nhận tội lỗi của mình. Cô ấy đã khóc trong tuyệt vọng và người phụ nữ đó đã ôm chầm lấy anh vào lúc đó anh ấy nói xin hãy tha thứ cho tôi cô ấy đã tha thứ cho anh ta và đó là chúa thánh linh đang làm việc tôi cũng thấy một người cha đã bắt con trai mình đánh đập và nói những lời thô bạo với con trai mình và người con này đã cầu nguyện với chúa thánh linh lạy chúa thánh linh xin hãy chạm vào cha con và rồi tôi thấy khi ngài chạm vào người cha đó một điều gì đó mà người cha phải chịu đựng trong người đó là đứt lìa đầu và tai nó giống như một quả cầu có nhiều kim và đôi mắt thoát ra từ nhiều bóng tối đó là khi người cha bắt đầu khóc và nói với con trai mình hãy tha thứ cho tôi anh em ơi nếu chúng ta không để chúa thánh linh vào chỗ của mình thì sẽ là một mớ hỗn độn anh em hãy cầu xin đức thánh linh vào nơi của bạn và mọi thứ sẽ tốt đẹp tôi thấy một người đàn ông đã cầu nguyện và anh ta nói lạy chúa xin hãy giúp tôi thoát khỏi cơn nghiện này tôi đến khi anh ta cố hút thuốc và Chúa Thánh Linh cầm điếu thuốc của anh ta và anh ta không thể hút thuốc vì Chúa Thánh Linh ở đó và người đàn ông này nói, Lạy Chúa, xin hãy giúp con. Tôi không muốn hút thuốc. Thưa anh em, người đàn ông đó có ma túy trong điếu thuốc và Chúa Thánh Linh đã tác điếu thuốc và điếu thuốc rơi xuống. Người đàn ông nói, tôi sẽ không hút thuốc nữa và ngày hôm đó người đàn ông này đã được thả tự do. Sau khi tôi gặp người đàn ông đó, tôi nói, bạn hút cần sa và người đàn ông nói với tôi làm sao bạn biết được điều đó tôi nói với anh ta anh đã hút thuốc lá với ma túy anh ấy nói làm sao bạn biết được bạn chẳng biết gì cả vì vậy anh ấy bắt đầu khóc và anh ấy nói với tôi đã lâu lắm rồi và tôi cầu xin chúa tha thứ vì vậy bây giờ tôi tự do tôi tự do các bạn đang nghe điều này hãy nói với chúa thánh linh lạy chúa thánh linh xin hãy đến với con. Giúp con với, giúp gia đình con. Giúp chúng con. Ngài sẽ giúp bạn vì Ngài là người giúp đỡ bạn. Ngài là đấng an ủi bạn. Chúa Giêsu nói, ta sẽ không để lại cho các con mồ côi, ta sẽ gửi Chúa Thánh Linh và để Chúa Thánh Linh vào cuộc sống của các con. Thánh Linh là tình yêu thương. Ngài ông lấy chúng tôi. Anh em biết không, Ngài làm gì? ngài ông những người nghèo đang ở dưới gầm cầu ngài sưởi ấm và ông họ ngài đợi ai đó nói tôi đây hãy gửi tôi đến những người nghèo khổ nhưng chúng tôi không muốn đi chúng tôi muốn đến bục giảng của các nhà thờ chúng tôi không muốn tìm kiếm những người nghèo khổ dưới gầm cầu khi những người này cảm thấy lạnh ngài ông họ vào lòng chúng tôi đến thăm một trại trẻ mồ côi Ngài là cha và mẹ của những đứa trẻ mồ côi và nhìn khuôn mặt của những đứa trẻ mồ côi ngài nuôi nấng. Ngài ôm những đứa trẻ mồ côi và hôn chúng. Tôi đã thấy điều này, các bạn ơi. Tôi đã nói chuyện với một người chị làm việc ở trại trẻ mồ côi và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã nhìn thấy cậu bé lên đó và đi xuống nên cô ấy cảm thấy rất bình yên. Tôi nhìn thấy một cậu bé đã ôm và khóc. Chúa Thánh Linh không phải là một người đàn ông có bộ râu trắng lớn. Ngài là một Đức Chúa Trời yêu thương. Ngài là một người đáng quý. Ngài rất yêu mọi người. Vào lúc này, Ngài có thể chạm vào bạn và ông bạn. Hãy nói chuyện với Ngài, tôn vinh Chúa Giêsu trong nhà của bạn và các vấn đề của bạn sẽ được giải quyết. Có những người sẽ cảm động và bạn biết đó là Chúa Thánh Linh đang hành động. Cửa thiên đàng thứ bảy Anh em ơi, chúng tôi bước vào cửa số bảy cánh cửa này đã tác động đến cuộc đời tôi bước vào cánh cửa đó tôi có thể nhìn thấy toàn bộ địa cầu chúa thánh linh ở đây hỡi anh em ngài ở trên thiên đàng và ngài cũng ở khắp nơi chúng tôi đã đi xuống những người anh em và chúng tôi đã đến địa ngục địa ngục không đẹp và nó là thần học tôi đã đối đầu với các nhà thần học nói rằng địa ngục không tồn tại luyện ngục không tồn tại các anh em vì lời này nói rằng Lazarus ở trên thiên đàng và nơi khác là địa ngục. Lazarus có thể nhìn thấy người đàn ông giàu có trong địa ngục như tôi đã nhìn thấy những linh hồn trong địa ngục. Tôi đau lòng khi nói về nó. Họ không nhìn thấy chúng tôi. Tôi đã nghe nhiều lời chứng từ các anh em đã ở trong địa ngục. Có cả gia đình đang ở nơi đó. Anh em ơi, những linh hồn đi tới nơi này có thể cảm ứng được. Đây là sự thật, anh em ơi, điều này rất là buồn. Họ đang bị đốt cháy, một số nguyền rủ Chúa Giêsu. Hỡi anh em, niềm vui dẫn bạn đến tội lỗi ở đây trên trái đất, ở đó dưới địa ngục sẽ là những cực hình của bạn. Đừng đi đến nơi này. Ở đó tôi thấy những người thích tiền. Có một núi tiền xu ở đó. Những con quỷ mở miệng của những người ở đó và đưa những đồng tiền này vào miệng của họ và những đồng tiền này đi vào bằng miệng của họ và chúng đốt cháy họ từ bên trong tôi thấy một người đàn ông bị dày vào với một cuốn kinh thánh tượng trưng anh ta không có tóc và không có mắt linh hồn đó đã bị phá hủy rất nhiều tôi không biết làm thế nào để giải thích những người có kinh thánh ở đó trong địa ngục tôi nói với người đàn ông rằng chúa đã chú ý đến anh ta đức thánh linh nói với tôi hãy viết nó ra họ là những cây nho trong vương quốc của ta và đã cho nhiều hoa trái những gì bạn đã thấy trên thiên đường những trái nho khô héo này là những người đã bán đức tin bán thông điệp bán quyền sinh ra của họ để lấy một đĩa thức ăn với giá vài đô la và người đàn ông này đang bị hành hạ ở đó và người đàn ông này đang bị giày vò và có tiếng vỗ tay của quỷ ở đó khi tôi nhìn thấy sự giày vò này trong dung nham đó là bởi vì anh ta đã đánh cắp vinh quang của chúa anh ta dám nghĩ mình là chúa anh ta dám nói rằng anh ta giống như một vị thần và ở đó anh ta đang bị giày vò có một giếng lửa và một người đàn ông đang bị hành hạ ở đó tôi nói chúa ơi chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy ngài nói với tôi viết nó ra ông ấy đã rao giảng giáo lý giả dối tôi nói với các anh em các mục sư và các nhà lãnh đạo bạn bè các tín hữu hãy quay lưng lại với điều ác đây không phải là một trò chơi địa ngục là có thật có những người đã bị kéo lưỡi bằng nhíp những con quỷ này là những người đàn ông nhỏ bé chúng ngoạm lấy lưỡi và kéo tôi hỏi chúa ơi cái đó để làm gì anh ấy nói với tôi hãy viết nó ra đây là những người nói xấu anh em mình hỡi những ai đang nghe lời chứng này nếu nói xấu anh em mình hãy ngậm miệng lại giữ lưỡi của bạn và giữ nó trong tầm kiểm soát đừng nói xấu anh em trong địa ngục có rất nhiều người cứng đầu những người ham mê những mưu mô và những lời đàm tiếu và họ đang bị dày vò. Cùng lúc đó, tôi có thể thấy một màn hình trống rỗng và đột nhiên tôi thấy nhiều người chết trên thế giới mà không có Chúa Jesus. Thưa anh em, sự hiện diện của Chúa Jesus đã ở đó trên thế giới và ngài là Ba Cha, Con và Thánh Linh và mỗi người có một chức năng khác nhau và ba thân vị vẫn là một. Anh em ơi, tôi đã thấy nhiều thứ ở địa ngục tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ là một diễn viên trong cuộc đời cô ấy cô đã quan hệ với một loại dụng cụ tình dục với hình dáng của một thành viên nam cô đã quan hệ với điều đó và có một con sâu đã xâm nhập vào phần thân mật của cô và đốt cháy bên trong cô và hành hạ cô nó đốt cháy toàn bộ tâm hồn bên trong tôi nhìn thấy một thanh niên đang ngồi trên một tảng đá và anh ta đang thủ dâm và bàn tay của anh ta tím tái và khi anh ta lấy thành viên tượng trưng cho anh ta anh ta hét lên kinh hoàng vì anh ta bị giày vào bởi nó. Những người đàn ông và phụ nữ trẻ đang thủ dâm hãy thoát ra khỏi nó vì nó sẽ lên án bạn. Có rất nhiều người ở đó từ các quốc gia khác nhau. Có một mục sư ở đó đang cố gắng lấy một túi tiền và khi ông ta lấy được nó, lửa từ chiếc túi đó phát ra. Anh ta nói, xin Chúa thứ lỗi cho tôi, tôi không muốn ăn trộm cái này. Anh em những người ăn cắp phần 10 của Đức Chúa Trời như chúng ta đọc trong Malachi đã phải chịu đựng rất nhiều. Những gì tôi thấy đây là kinh nghiệm khó chịu nhất của tôi về cuộc gặp gỡ với Chúa Thánh Linh. Malachi 3, 8, liệu một người có cướp được Đức Chúa Trời không? Vậy mà bạn đã cướp mất tôi. Nhưng bạn nói, chúng tôi đã cướp bạn theo cách nào, trong phần 10 và lễ vật. Tôi nói, lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy ra khỏi đây xin đừng bỏ tôi ở đây thưa các anh tôi là một cơ đốc nhân hai mặt hai đời tôi là một cơ đốc nhân với những suy nghĩ xấu là một tội nhân và bạn đang nhìn thấy lời khai này đừng tin vào lời nói dối nói rằng tội lỗi nào cũng giống nhau rằng bạn có thể phạm tội một cách tự do và sẽ không có vấn đề gì anh em tôi không tin lời nói dối đó tội lỗi đưa con người vào bóng tối và trong bóng tối này có lửa ở đó tôi thấy rằng chính những con quỷ đã phán xét con người nó giống như mặt trời chiếu vào người dân và họ bị đốt cháy có rất nhiều người la hét ở nơi đau khổ đó có những linh hồn bị cắt xẻo đang bị dày vò bạn không tin vào địa ngục và bạn nghĩ rằng bạn không thể xuống địa ngục nhưng địa ngục là sự trả giá của những kẻ đạo đức giả địa ngục là sự trả giá của những kẻ tội lỗi lời nói rằng linh hồn phạm tội sẽ chết địa ngục là cái chết đó. Ezechiel 18, 4, 20 linh hồn phạm tội sẽ chết. Roma 6, 23 vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Tôi đã nhìn thấy những người nổi tiếng. Tôi nhìn thấy gì của tôi và cô ấy đã bị giày vò. Cô ấy đã khóc và tôi không thể làm gì được. Cô ấy chết mà không có Chúa. Tôi nhớ rằng tôi đã luôn giảng cho cô ấy và cô ấy không tin tôi. Cô ấy chết vì bệnh túi mật. Chúng tôi rời khỏi đó và đến văn phòng của Chúa Thánh Linh. Chúa nói với tôi, hãy viết lại tất cả những gì bạn đã thấy. Bạn sẽ nói chuyện với các nhà thơ. Anh em ơi, nhiều nơi đã đóng cửa không cho tôi nói sự thật. Họ nói rằng đây là một lời nói dối và rằng địa ngục không tồn tại và đó là một phát minh thuần túy. Họ đã đóng cửa cho tôi và Chúa đã mở bảy cánh cửa khác cho tôi. Trong một nhà thờ, tôi đang nói về địa ngục và người lãnh đạo cầm micro nói, không, bạn sẽ không nói về địa ngục ở đây. Và một người khác nói với tôi, tôi không muốn bạn nói về Chúa Giêsu ở đây. Nói chuyện khác đi, cũng trong đêm đó, một máy phát điện đã phát nổ và tất cả dầu nóng bên trong đổ vào người đàn ông này và thiêu rụi nơi anh ta ở. Những người đang xem, đọc, lời khai này, nếu họ muốn tin, hãy tin. Nếu họ không muốn tin, đó không phải là trách nhiệm của tôi. Tôi nói rằng có một Đức Chúa Trời và có thiên đường và địa ngục. Tôi đang ở đó trong văn phòng của Chúa Thánh Linh để nói về một số điều thì đột nhiên Ngài cầm lấy bản đồ châu Mỹ Latin và khóc trên tấm bản đồ và chẳng bao lâu mật cũng như lời Ngài tuôn ra từ miệng Ngài. Đột nhiên, tôi nhìn thấy những con kiến với nhiều màu sắc khác nhau. Tôi hỏi Ngài, sự hiện thấy này có ý nghĩa gì? Ngài nói với tôi, hãy viết ra giấy này. Nói với các nhà lãnh đạo, các mục sư, các nhà truyền giáo, các sứ đồ, nói với tất cả mọi người, nói rằng ta ở châu Mỹ Latin như mật ông nuôi kiến. Ta ở đâu, đám đông sẽ đến tìm kiếm thánh linh. Amen. Ngài nói với tôi, bây giờ bạn sẽ đi. Tôi nói, Chúa ơi, đừng bỏ con. Tôi không muốn nó bây giờ. Ngài nói với tôi, bạn phải nói về điều này cùng với Chúa Thánh Linh. Tôi nói, lạy Chúa, con muốn nhìn thấy Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ở đâu? Ngài trả lời tôi, anh ấy đang ngồi trên ngai vàng. Vì vậy, Ngài chìa tay ra. Khi Ngài mở rộng, tôi bắt đầu nhìn thấy tất cả các anh em, tất cả các điều kiện của anh em. Ngài nói với tôi, có Chúa Giêsu. Ngài ở trong họ. Ngài phán trong mươi 25, 35 rằng, vì ta đói, các ngươi đã cho ta thức ăn, ta khác, ngươi đã cho ta uống, ta là một người lạ, và bạn đã đưa ta vào, 36 ta ở trần, các ngươi mặc áo cho ta, ta bị ống, và bạn đã đến thăm ta, ta đã ở trong tù, và bạn đã đến với ta. Ngài chỉ cho tôi những người này và nói với tôi, có Chúa giê -xu. Ngài nói, hãy đến với người nghèo và đi lấy quần áo cho những người không có quần áo, thức ăn cho những người không có gì để ăn. Khi bạn nhìn thấy một đứa trẻ đi chân trần, Ngài đang ở đó. Mục sư, bạn muốn nhìn thấy Chúa giê -xu. Tìm kiếm người bệnh, tù nhân, người nghèo. Ở đó bạn sẽ thấy khuôn mặt của Chúa giê -xu. Đừng tìm kiếm tiền hoặc phương pháp. Đừng tìm kiếm những điều trông thấy. Ngài nói với tôi, hãy giơ tay lên. Đi ngay ngài đặt ngón tay của ngài lên trán tôi trên trán linh hồn tôi và nói với tôi đây là một dấu hiệu cho thấy bạn đã nói với tôi và mỗi sáng khi bạn thức dậy hãy nhìn vào đây tôi là người làm mọi thứ đây sẽ là bằng chứng trong cơ thể bạn đây là dấu hiệu cho thấy tôi đang ở bên linh hồn bạn hỡi anh em khi chúa đặt ngón tay của ngài trên trán tôi tôi đã quay trở lại cơ thể mình với tốc độ rất nhanh khi tôi quay lại Thi thể của tôi đã được đưa đi khám nghiệm tử thi và khi người đàn ông nhìn thấy tôi, anh ta đã sợ hãi. Tôi đã khỏa thân và che thân. Người đàn ông nói, hãy yên nghỉ cho tôi. Tôi nói, không, tôi còn sống. Vì vậy, anh ta chạy ra ngoài và gọi những người khác. Tôi có một số quần áo từ nơi tôi đang ở, tôi chạy từ đó và họ đang tìm một người chết. Lúc đó là 5 giờ sáng và những người đang tìm kiếm tôi nói, chuyện gì đã xảy ra với bạn bạn chưa chết tôi nói chúa đã cho tôi sống lại tôi nói rằng tất cả những ai nghe lời chứng này cuộc sống của họ sẽ được biến đổi chúng sẽ không còn giống nhau nữa chúa giê xu có thật tất cả những ai nhìn thấy lời chứng này và nói về ngài tất cả những ai chưa biết chúa giê xu hãy giơ tay lên tất cả những ai muốn thiên đàng và những ai muốn có chúa giêsu, những người muốn rời khỏi bóng tối, người chìm trong bóng tối, họ muốn hôm nay tiếp nhận đấng keryx, hãy nhấc tay lên và nói điều này, lạy chúa giêsu, con tiếp nhận ngài là chúa và là đấng cứu rỗi của con. với dòng máu tuyệt vời của ngài rửa sạch tôi và với dòng máu tuyệt vời của ngài, hãy ghi tên tôi vào sách sự sống và ánh sáng của nó chiếu sáng con người tôi trong linh hồn tôi nhân danh chúa giêsu. tôi nhận được ngài. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Tôi cũng cầu nguyện cho tất cả những người lãnh đạo chăn cừu được giải phóng khỏi những học thuyết sai lầm. Học thuyết chống lại thiên đường, học thuyết chống lại vương quốc của Đức Chúa Trời, học thuyết chống lại sự tồn tại của Chúa Thánh Linh và chống lại sự tồn tại của Chúa Cha và Chúa Con. Nhân danh Chúa Giêsu, bạn được giải thoát khỏi tất cả những học thuyết, học thuyết lạ lùng về tiền bạc và tài chính những nhà thờ lớn với nhiều người này không đảm bảo rằng họ đang trên đường đến thiên đàng. Hãy cầu nguyện với Chúa rằng Ngài sẽ chỉ cho bạn con đường về thiên đàng và tiết lộ những hội thánh có những học thuyết lạ lùng đang nhân danh Chúa Giêsu khiến con người trở nên lạc hướng. Amen. Đối với những người có bộ phận cơ thể chết, Chúa phục sinh những bộ phận cơ thể chết trong danh của Chúa Giêsu. Chúa phù hộ bạn. Dịch từ lời chứng siêu nhiên của Luigi Garcia